Kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái thùng loa E218. Bên em hôm nay xuất buôn cho một đại lý cấp 1 của huyện Ân Thi nhé. Đại lý cấp 1 của huyện Ân Thi. Thùng này nguyên kiện nên là vào 60 cân tròn. Đấy, 60 cân tròn. Thùng gồm có là lưới này. Đây là anh không thèm lấy bánh xe nhé. Đại lý cấp 1 này rất là vui tính luôn. Lấy về là sẽ bán bánh xe ở nhà vào luôn. Đấy. Thùng theo kiểu là sơn sần, giả cát, sờ nó gai như kiểu sờ giấy ráp ấy, nhưng mà mịn. Không rát tay như là cái loại sơn đặc biệt của Trung Quốc. Đấy các bác nhá, đây là nguyên kiện thùng này. Còn trên đây là khu vực trên xe. Anh em chúng em đã bóc lên 3 chiếc. Đấy. Em không quay biển số các bác đâu. Các bác hay thật. Hỏi mua hàng toàn hỏi anh chú cho anh xin biển số của cái xe này, của cái xe kia, các bác vui tính kinh người được. Gọi điện mua hàng xong là gọi điện xin số, không biết các bác định làm cái trò gì nữa. Thì đây nhá, nguyên đai nguyên kiện thùng này nhá. Giá bên em đang bán lẻ cả thùng, cả lưới, cả bánh xe đang là vào 5,8 triệu một chiếc giá tại cửa hàng. Đấy, các bác nhá. Và vừa rồi em có demo một chiếc là T12 cùng với một chiếc M218. Con này đánh tiếng rất là hay. Đấy, ok. Thì đây là giới thiệu qua các bác nhé, thùng này như này. Đấy, về để cho anh em là đi làm luôn thì nó như thế. Các bác nào có quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Đây là nguyên như thế này. Bụi bẩn anh về anh tự lau. Đằng sau là có hai cái rắc lưu trích đã đấu sẵn dây. Về các bác chỉ cần đấu dây vào cổ bát là xong. Thùng là sơn sần theo kiểu là sần hạt nhựa, sần hạt nhựa. Đấy, ok, hôm nay giới thiệu các bác là thôi không công nghệ cao đâu nhá. Công nghệ của em là công nghệ phổ thông thôi. Thùng của bên em làm là rất là phổ thông, rất là theo kiểu là đơn giản nhất có thể. Đấy. Đây nữa, cái này thì anh hôm trước có lấy rồi nhưng mà nãy bảo là mồm thì bảo lấy sơn mịn, về thấy sờ thấy mịn quá, thế hôm nay là xuống đổi lấy sơn sần, sờ nó có hạt. Em lại chuyển cái mịn thành cái sần. Đúng rồi, em lại chuyển cái mịn thành cái sần. Đấy, là các bác nào quan tâm thì liên hệ đặt hàng với em nhá. Thích mịn là có mịn, mà thích sần là có sần nhá. Không thích màu đen thì có màu nâu nhá. Đấy, nhưng mà màu nâu nó sẽ đắt hơn nhá. Cứ cộng thêm 200.000 trên một đôi, tức là 100.000 trên một quả. Thay đổi màu sơn nó là như thế. Đây các bác nhá. Nguyên đang nguyên kiện đây. Đấy, nhìn trong thùng rất là đẹp. 60 cân rồi. Các bác nhìn thấy không? Trông nó rất là đẹp. Đấy, khi lên thùng nó cũng cả bát vào nó như thế này. Đấy. Ok, video đến đây là tạm thời kết thúc nhá. Hẹn các bác trong những video review những cái thùng loa nó đẹp hơn nữa rất nhiều. Này gọi là tương đối đẹp thôi. Tạm thời là tương đối đẹp thôi. Còn một số hàng nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Xin kính mời toàn thể các bác. Đây là hàng sau khi lên thùng này các bác nhé. Đấy. Kia là trong xưởng. Đây là mọi hôm là em thi thoảng em đứng đây em test hỏa tiễn này. Hôm nay thì đứng đây này trên cái ô tô. Thấy nó quả va rác nó cao hơn mọi hôm khá nhiều. Đây là E218 nhé. Xuất đơn cho đại lý cấp 1 ở Hưng Yên. À cấp 1 ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Đấy, các bác nào có muốn làm đại lý cấp 2 tại các huyện thì alo cho em nhỉ. Đấy. Ok, video chính thức là tạm dừng đây các bác nhé.